Đó không phải là cái ý kiến của mình thì em sẽ không thể nào góp ý cho mọi người. Nếu như mà mình góp ý trái chiều thì mọi người sẽ bị rối lên. Cho nên là em quan sát, em thấy được vấn đề nhưng mà em không biết nói làm như thế nào để có thể giải quyết được vấn đề đó. Như nghĩ thì mình làm trong teamwork luôn luôn sẽ có những ý kiến trái chiều. Và đôi khi không có phải là cách nào mình cũng thực hiện được như theo ý của mình muốn. Nhưng khi mà mình đã quyết định đi hướng A thì mình phải cùng nhau làm như thế nào để project A đấy nó thành công. Không phải mình nghĩ đầu bây giờ mình muốn làm project B người ta chẳng muốn làm. Nhưng mình cuối cùng mình kiểu thể hiện ra là mình không có muốn giúp đỡ mọi người. Cái đấy là một cái thái độ không ok. Cuối cùng bây giờ em là người bị ít đẹp nhất trong hình này. Rất là tiếc cho em. Khi mà mình teamwork với nhau là mọi người đều đấu tranh về cái ý kiến của mình để đưa ra một phương án tốt nhất. Bây giờ em cứ sợ là mình sẽ không tốt thì chắc chắn là em sẽ phải làm theo ý kiến của người khác. Bây giờ sẽ là phần thi của nhóm đầu tiên và 30 phút của các bạn bắt đầu. Bây giờ cái cảnh tò quạt gió lên, bắt đầu anh quay nha. Dạ, cho quạt lên đi ạ. Thanh, bây giờ em diễn cái cảnh beauty thiệt là đẹp sảng khoái lên, giống như một cái bông hoa đang nở ra gì đó. Wow. Yeah. Những cuộc quay đầu tiên bên phong cảnh đẹp mình phiêu theo gió, thể hiện cái nét mặt rạng rỡ, nét hương hoa đúng với tinh thần Burite. Em lên đi Nguyên. Anh ơi, nâng góc máy lên giùm em xíu, nó đang bị ở dưới lên. Camera. Bỏ ra tay ra luôn đi Nguyên. Cưng đừng có ngại cái đầm, ở đây chị xem cho cưng rồi, cho nên nó là cưng cứ diễn đi. Thử thách rất là khó, mình đứng như thế nào để cái gió nó vào bộ đồ quần áo mình, để cho cái tà của mình nó bay lên đúng độ. Và mình cũng phải chỉnh độ gió mạnh hay là nhẹ để nó sẽ càng đẹp. Anh quay tầm chỉ xong rồi anh ao ra, hai đứa em bước vô. Anh ơi, cái này mình cho gió nhẹ lên giúp em nha. Đây. Yes. Chậm nhịp rồi. 091 bị xa tiên quá. Yeah, 091 yeah, vào một tí kẹo yeah, thêm yeah. Vào tiên. Thanh, em đếm nha, để hai bạn vô cùng một lúc với nhau luôn. Ba người cùng quay trên màn gió, không có ai check monitor cả. Rất là khó khăn trong cái việc cân chỉnh cái góc và sự đồng đều khi mà mình bước lên. Nếu mà theo ý tiên mà muốn zoom cận rồi xong ra ngoài, cái clip này là chưa có được. Posing mọi người đừng di chuyển nhiều quá. Tại vì quay video không phải như chụp ảnh. Chụp ảnh nó sẽ bập. Như video nó phải kiểu nhẹ nhàng, rồi thỉnh thoảng keep vào camera, nhìn sâu vào camera. Kiểu anh có nhớ em không? Hay là em muốn làm lại không? Mình làm lại một cái để backup. Các bạn còn 18 phút. Qua đây qua. Chị tới. Ờ, có vẻ cái này ok hơn. Anh follow cái tay đi, đừng có thấy mặt nữa. Mặt hồi nãy mình đã có rồi. Không được. Khi mà lên cái set quay, diễn không có ga thì tụi mình phải diễn lại. Và mình thấy nó rất là ổn. Wow. Yeah. À, cái khăn chưa đúng. Mọi người hay cột cái này sai. Mình không biết quấn khăn sao cho đẹp cho nên là hơi fail một xíu. Nè, bây giờ cúi đầu xuống đây. Chị Thảo Như Lê đã hỗ trợ và chị quấn một cái đầu lên là trời ơi, đẹp xuất sắc luôn. Các bạn còn 15 phút. Ê, cái này là cái transition của mọi người luôn đúng không? Transition nè. Đúng rồi. Perfect idea, yes. Good. Cảnh chuyển của các bạn thật là mượt và đúng tiêu chí của khách hàng. 091 hay bị chậm nhịp á. Thế mọi người vào là em phải vào cùng luôn. Mình cảm thấy chưa có nhiều năng lượng để mà mình có thể làm tốt cái công việc. Bước vào bồn tắm. Ngại lắm. vào luôn Tiên ơi. Tiên ơi, Tiên làm cái dáng này nè. Không có được, giống như là con trai nhìn trộm lắm. Rồi, yes. Cái mà mình muốn với cái việc mình làm ở đó hoàn toàn nó rất là khác nhau. Mình cảm thấy là mình chưa có làm được tốt lắm. Logo. Bánh hết logo rồi, làm rồi, lại. Rồi, làm lại. Cầm cái chai lên là cái logo nó phải đằng trước luôn rồi. 91 á, em quay qua em bất ngờ. Ủa bạn đưa cái gì vậy? Đưa cái chai cho mình. Anh nói, wow, mới vậy. Góc này hơi kỳ nha. Khi mà lên những góc quay thì nó chưa có được mượt mà. Và em thấy rằng cái ý tưởng này nó chưa có sâu sắc với thông điệp nhãn hàng muốn truyền tải. Bây giờ cho cái shot của bạn này từ ở trên xuống trong mồm cho em. Các bạn chỉ còn 7 phút. Em thả cái người xuống luôn Thanh ơi. Ôi đùa đừng để nhìn thấy xương quay xanh nữa nha. Cảnh này khá là khó diễn đó. Bởi vì mình phải ngâm trực tiếp trong bồn tắm. Lên sổ thấy rất là đẹp nhưng mà nó rất là trơn. Và khi mà mình bước vào đó rồi là mình chỉ có ngồi trong đó thôi, chứ mình không có di chuyển được. Will you say my name? Các bạn còn 5 phút. Bây giờ diễn cái phương án đầu tiên của mình. Bây giờ cưng vô lại. Không thể đặc tả từng người sử dụng sản phẩm của Purité được. Tụi mình có một cái kế hoạch B chỉ cho Thanh tắm thôi. Còn Tiên và Nguyên tương tác ở bên ngoài. Hay là Thanh, bây giờ cái đoạn này em có thể cầm cái chai lên, bấm cái xà phòng ra. Em phải lấy một xíu sản phẩm ra để có một cảnh mà có close up sản phẩm vào cái product. Chỉ có một mình ở trong một cảnh quay như vậy thì mình cũng áp lực cảnh quay, đó là cái key chính.
mà được gánh cái trọng trách thì mình phải làm sao cho nó ok. Em đi quanh đây, em đứng lại chỗ cái cửa sổ giúp chị quay lại cái cảnh đầu tiên giúp em nha. Các bạn còn 2 phút cùng nhau cầm cái chai, hai khỏi cầm chai hay cầm cái hoa gì, cầm cái hoa đi kiểu như nó xoay em giờ hỏi cái hoa xong rồi chị vô em. Burrito là mình chiết xuất từ hoa mà, mình truyền hoa sẽ tinh tế hơn. Ba, rồi ra bạn đi, ra bạn đi, đúng rồi. Một, hết giờ. Rồi, đẹp. Phần mở đầu của các bạn, tôi thấy nó có cái sự mạch lạc. Các bạn phân vai rất rõ ràng là ai là người diễn, ai là người điều phối, ai là người xem mo. Tuy nhiên khi mà qua đến cảnh thứ hai, hơi lộn xộn, hơi trật nhịp một xíu. Và hình như là không đúng với cái ý tưởng ban đầu của các bạn là ba bạn đều sẽ có cái lượt để mình tắm. Tôi cũng đang lo lắng là khi các bạn edit thì nội dung của nó ra sao. Đôi khi có những cái ý kiến mình nghĩ rằng nó sẽ phát triển được, nhưng mà khi coi monitor thì nhìn thấy nó rất kỳ, giống như là tiên tạo dáng của mình nó không có phù hợp với một cái người phụ nữ lady, không thấy được cái tính chất thời trang nhiều. Nhưng mà Thủy đánh giá rất là cao về Tiên và Thanh Thanh, đã cố gắng hết sức cho team. Còn em 091, mình đang teamwork với nhau, phải làm việc cùng nhau nhiều hơn nữa. Mọi người có cái transition này thì rất là dễ thương, nhưng nghĩ là nhãn hàng cũng rất thích và cái beauty bên này cũng rất đẹp. Và lúc ban đầu ở đây dù nó lộn xộn một chút, nhưng lúc sau mình dùng cái hoa mình quay như thế là cái đấy rất là pháp. Thanh Thanh kết nối cùng với cả Tiên được. Có vẻ là em thì chưa kết nối với mọi người lắm, em cứ kiểu bị thụ động một tí. Em đứng ở monitor em xem, em không có comment mọi người là đang đẹp hay xấu, em cứ đứng em nhìn. Nhưng không biết là em có suy nghĩ gì ở tại vì sao em không có chủ động hơn. Một phần là do cảm xúc của em thôi. Em có những cái ý kiến không có giống trong tim, tuy nhiên ý kiến của các chị cũng khá là hay. Nhưng mà đó không phải là cái ý kiến của mình thì em sẽ không thể nào góp ý cho mọi người. Nếu như mà mình góp ý trái chiều thì mọi người sẽ bị rối lên. Cho nên là em quan sát, em thấy được vấn đề nhưng mà em không biết nói làm như thế nào để có thể giải quyết được vấn đề đó. Như nghĩ thì mình làm trong teamwork luôn luôn sẽ có những ý kiến trái chiều. Và đôi khi không có phải là cái nào mình cũng thực hiện được như theo ý của mình muốn. Nhưng khi mà mình đã quyết định đi hướng A thì mình phải cùng nhau làm như thế nào để project A đấy nó thành công. Không phải mình nghĩ đầu bây giờ mình muốn làm project B người ta chẳng muốn làm, nhưng mình cuối cùng mình kiểu thể hiện ra là mình không có muốn giúp đỡ mọi người. Cái đấy là một cái thái độ không ok. Cuối cùng bây giờ em là người bị ít đẹp nhất trong hình này, rất là tiếc cho em. Ý em không phải là em không có hợp tác với mọi người, mà là suy nghĩ của em sẽ hơi khác với mọi người, thành ra là sẽ không có những cái sáng tạo theo những cái suy nghĩ của mọi người và mình sẽ không góp ý những cái ý kiến tốt cho mọi người được. Tại sao em biết nó không tốt? Khi mà mình teamwork với nhau á là mọi người đều đấu tranh về cái ý kiến của mình để đưa ra một phương án tốt nhất. Bây giờ em cứ sợ là mình sẽ không tốt thì chắc chắn là em sẽ phải làm theo ý kiến của người khác. Và khi mà em muốn làm theo ý kiến của người khác, chị nghĩ em nên hết lòng, hết dạ để mình làm cho nó hoàn thành. Đây sẽ là kinh nghiệm dành cho Diễm Nguyên trong hành trình tôi luyện của mình. Sau này mình có cơ hội được làm việc nhóm với các bạn thì mình sẽ có cách để mà xử lý cái tình huống nó tốt hơn. Cảm ơn phần thể hiện của ba bạn và các bạn sẽ có 2 tiếng hậu kỳ video. Em xin được cảm ơn ban giám khảo ạ.